Các bạn tham gia giao dịch thì đều chăm chăm tìm kiếm cái phương pháp vào lệnh, còn phương pháp thoát lệnh thì các bạn không tìm kiếm. Các bạn nên nhớ là tiền năng giao dịch là tiền của thị trường. Còn khi nào bạn chốt lệnh giao dịch và rời khỏi thị trường thì đó mới là tiền của bạn. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thường. Trước khi bắt đầu thì dành cho các bạn mở đến kênh YouTube này thì đây là kênh mình chia sẻ hai nội dung chủ yếu. Đó là kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng đầu tư trong thị trường tài chính. Ngoài ra thì các bạn có thể vào kênh Telegram ở phần mô tả phía dưới để tải những tài liệu miễn phí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay. Hầu hết các bạn tham gia một cái lĩnh vực nào đó thì đều muốn trở nên thành công trong cái lĩnh vực đó. Nhưng mà để thành công được ở một cái lĩnh vực thì bạn phải có thật nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tốt trong cái lĩnh vực đó. Thông thường thì một lĩnh vực sẽ có một cái bí quyết riêng. Nếu bạn nắm được bí quyết thì không sớm thì muộn bạn cũng sẽ thành công ở cái lĩnh vực đó. Thế thì trong Forex nó có bí quyết gì để mà thành công không? Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hết những cái bí quyết này. Dù bạn đang làm cái lĩnh vực gì chăng nữa thì cái đầu tiên bạn phải có đó là có cho mình một cái bản kế hoạch làm việc. Việc lập kế hoạch thì nó sẽ giúp bạn tự chủ được về thời gian và có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể làm tốt được một công việc nào đó. Trong Forex thì nó cũng tương tự. Bí quyết đầu tiên là bạn phải xây dựng cho mình một kế hoạch đủ tốt để mà giao dịch. Để xây dựng được một kế hoạch đủ tốt thì có rất là nhiều gạch đầu dòng. Nhưng mà chủ yếu là nó xoay quanh hai vấn đề chính. Đó là khi nào thì vào lệnh và khi nào thì thoát lệnh. Với hai vấn đề này thì bạn phải tạo ra hai cái chiến lược khác nhau về chiến lược điểm vào thì làm sao để bạn có thể có một chiến lược tốt để bạn có một chiến lược tốt thì bạn chỉ cần sử dụng một phương pháp duy nhất để mà giao dịch thôi và làm sao nó càng đơn giản là càng tốt có rất nhiều bạn khi tham gia thị trường là chẳng biết mình vào lệnh vì cái lý do gì cứ chạy từ đông sang tây tìm kiếm và thử hết cái phương pháp này sang phương pháp khác nhưng mà bạn nên chọn một phương pháp để mà giao dịch thôi bởi vì để có thể kiếm tiền thì bạn phải trở thành chuyên gia về một thứ gì đó còn ở đây là bạn phải trở thành chuyên gia một cái phương pháp giao dịch thì bạn mới có thể kiếm tiền được trên thị trường này hơn nữa thị trường nó vận hành theo xác suất và bạn sẽ không biết được cái điều gì nó sẽ xảy ra với thị trường cả vậy nên phương pháp nào cũng sẽ có lúc thắng có lúc thua việc của bạn là chọn một phương pháp phù hợp và làm thế nào để tăng các xác suất thắng và cái tỷ lệ lợi nhuận lên là được như mình thì mình đang dùng cái phương pháp action tính mình thì thích đơn giản và không thích cái chỉ báo là nhằng trên màn hình hay là dùng những cái công cụ phức tạp khác và cái phương pháp projection nó đáp ứng cho mình những cái đó chỉ cần mỗi cái nến rất đơn giản mà lại hiệu quả nó lại bám sát cái đường giá và tâm lý của thị trường các bạn cũng có thể lựa chọn nó giống như mình nếu mà bạn là người thích đơn giản hóa mọi thứ và cho dù là bạn không sử dụng phương pháp projection như mình thì hãy cố gắng làm sao hiểu sâu nhất về cái phương pháp mà bạn đang sử dụng rồi đến một lúc nào đó thì bạn cũng sẽ tìm ra cái điểm tối ưu nhất để quyết định ra vào thị trường. Còn về chiến lược thoát lệnh, các bạn tham gia giao dịch thì đều chăm chăm tìm kiếm cái phương pháp vào lệnh. Còn phương pháp thoát lệnh thì các bạn không tìm kiếm. Các bạn nên nhớ là tiền năng giao dịch là tiền của thị trường. Còn khi nào bạn chốt lệnh giao dịch và rời khỏi thị trường thì đó mới là tiền của bạn. Điểm vào lệnh thì nó cho bạn lợi thế tham gia. Còn thời điểm thoát lệnh thì nó quyết định là bạn có lợi nhuận hay không. Bạn biết cách tham gia thị trường một cách tối ưu nhưng mà không biết cái thời điểm chốt lời thì dần dần bạn sẽ hình thành một cái thói quen xấu. Nếu có hôm mà chốt lời không có kế hoạch mà được rất là nhiều lợi nhuận thì lần sau bạn cũng theo làm thế và cứ để cái điểm chốt lời càng xa càng tốt. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì điều kiện thị trường nó lại không cho phép. Có thể là bạn vì giá nó quay lại và cán cái điểm cắt lỗ. Hoặc nếu mà giá đang chạy nhưng mà bạn tay máy nên là chốt cái lệnh sớm. Nếu nó quay về cái điểm cắt lỗ thì không sao, vỗ ngược là tạo mua đỉnh bán đáy. Nhưng mà còn nếu mà nó tiếp tục cái xu hướng, thì bạn lại có cái tâm lý cay cú. Biết thế giữ cái lệnh thì ngon ăn rồi. Tai hại hơn nữa đó là bạn sẽ phô mô và vào thêm vài lệnh để mà bám đuôi thị trường. Và chính nó là điều làm bạn bay tài khoản nhanh nhất có thể. Để mà xác định được cái điểm chốt lời thì rất dễ. Bạn có thể lựa chọn là chốt lời ở vùng kháng cự hỗ trợ hoặc là lựa chọn cái tỷ lệ rr tăng giảm hay từng giai đoạn của thị trường khi mà phân tích thì bạn sẽ tìm kiếm cái điểm vào lệnh đầu tiên nhưng mà cái thực tế là bạn phải tìm điểm chốt lời đầu tiên bởi vì để có thể ra quyết định là mình có tham gia thị trường hay không thì mình phải biết là khi mình xuống tiền thì mình sẽ được bao nhiêu nếu mà thắng chắc bạn sẽ không lựa chọn là thua thì thua một nhưng mà chốt lời có 0,5 rồi đúng không bí quyết thứ hai đó chính là bạn phải học cách để mà đi tiền hay gọi chung là quản lý tiền và để có thể nắm chắc được cái bí quyết này thì bạn phải làm những việc đó là học cách quản trị rủi ro một lệnh này, quản lý theo ngày, theo tháng, hai quý. Và việc thứ ba nữa là nếu mà có lại thì bạn sẽ làm gì tiếp theo. Bước đầu tiên thì nó rất quan trọng và bạn phải xác định được cái ngưỡng tâm lý của mình là bao nhiêu. Có thể nó là số tiền cụ thể bao nhiêu nếu mà bạn thua cái lệnh đó mà bạn không bị xuất hiện cái cảm xúc tiêu cực. Bí quyết này thì mình đã chia sẻ hết cho các bạn trong cái video quản trị vốn như trader chuyên nghiệp rồi bạn có thể mở và xem lại cái video đó sau khi bạn đã xác định được cái ngưỡng tâm lý của mình là bao nhiêu thì bước tiếp theo bạn phải làm đó là lên giới hạn cho kế hoạch và lệnh của mình như thế nào có bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao phải đặt ra giới hạn để vậy cũng được chứ sao nếu bạn để vậy cũng được nhưng mà nếu bạn mà thua liên tục thì bạn không thể kiềm hãm được cái cách cũ và có thể là bạn sẽ vào lệnh lại để mà trả thù hoặc nếu bạn thắng liên tục thì có thể là bạn phấn khích quá bạn có thể sẽ thấy thị trường nó dễ ăn và có thể bạn sẽ tăng khối lượng lên để mà giao dịch. Và lúc đó cũng là lúc bạn sẽ trả lại lợi nhuận cho thị trường. Và cách để bạn giải quyết được các vấn đề này đó là bạn giới hạn số lượng được phép vào lệnh. Có thể là bạn đặt giới hạn theo ngày, theo tuần, theo tháng hay là thậm chí theo năm. Và bước thứ ba nữa đó là bạn phải biết làm gì khi mà đã kiếm được một số lãi kha khá. Có thể là bạn lựa chọn rút ra hết phần lãi hay là đẩy vốn vào để tăng thêm volume hoặc là bạn có thể là lựa chọn là cất vào một chỗ nào đấy để mà phòng ngừa rủi ro sau này cái này thì tùy mong muốn của mỗi bạn thôi và cái bí quyết cuối cùng là bạn phải rèn luyện được cái tính kỷ luật kỷ luật thì nó gắn chặt với phương pháp giao dịch quản lý rủi ro và kể cả tâm lý giao dịch và nó có một bí mật nữa là nếu bạn có được tính kỷ luật thì bạn sẽ loại bỏ được hết tất cả tâm lý trong giao dịch bạn không nghe nhầm đâu Kỷ luật thì nó giống như là một cái liều thuộc đặc trị, dứt điểm hay toàn bộ tâm lý giao dịch. Bởi vì nếu khi bạn kỷ luật làm theo kế hoạch thì nó sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc mà bạn can thiệp vào những cái lệnh đang giao dịch trên thị trường. Khi mà bạn đã can thiệp vào lệnh mà không có làm theo kế hoạch thì tức là bạn đang nghi ngờ về chiến lược giao dịch của bạn và bạn không tin tưởng vào cái phương pháp mà mình đang sử dụng. Và sự thật là rất hiếm khi mà mình thấy các bạn vào lệnh xong mà các bạn tắt màn hình rồi đi làm việc khác ạ. À mà phần đa khi mà vào lệnh xong thì các bạn thường ngồi ly xem giá nó nhảy nhót rồi để cảm xúc nó chi phối và tác động lên cái lệnh giao dịch của mình chính cái đó nó cũng đang làm bạn mất tiền dần khi mà giao dịch việc giữ kỷ luật rất là khó nếu bạn đi làm thuê thì ông chủ thục đít bạn làm việc còn khi mà giao dịch thì chính bạn tự làm chủ bản thân mình mà để làm việc tốt thì bạn phải ép mình vào khuôn khổ và thật nghiêm khắc với chính bạn nhưng mà thường thì bạn rất dễ tự nuông chiều bản thân mình nên là hay dễ thả lỏng lắm Tuy nhiên là để mà nằm trong 5% trader thành công ấy thì bạn chắc chắn phải rèn luyện được cái tính kỷ luật. Đừng để đến khi vì một chút phá kỷ luật mà bạn bị mất tất cả. Đừng bao giờ để dính trường hợp là kiếm cụi 3 năm mà đột trong một giờ. Đó là tất cả những bí quyết để bạn có thể trở thành một trader thành công trong Forex và cũng như trong các thị trường khác. Nếu bạn cảm thấy video này hay và có ích với bạn thì nhớ để lại cho mình một lượt thích và chia sẻ video này đến với nhiều người nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video chúc các bạn giao dịch thành công